Mới đây, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành liên quan xem xét, nghiên cứu từng bước mở lại đường bay quốc tế, chuẩn bị tốt các phương án và triển khai áp dụng hộ chiếu vaccine và giao thương có sự kiểm soát. Điều này mở ra cơ hội cho ngành du lịch cả nước nói chung và tại thành phố Đà Nẵng nói riêng để sớm phục hồi nhanh chóng trở lại. Tại Đà Nẵng hiện nay có khoảng hơn 50% doanh nghiệp du lịch, lữ hành đã mở cửa đón khách trở lại. Cùng với đó là các gói du lịch kích cầu lớn đã được tung ra và thu hút lượng lớn khách nội địa. Tuy nhiên, điều mong chờ lớn nhất của các doanh nghiệp du lịch lữ hành, lưu trú và dịch vụ đó là đón du khách có hộ chiếu vaccine, nhất là khách quốc tế và sẵn sàng các phương án phù hợp. Chúng tôi đã rất sẵn sàng, tất cả doanh nghiệp đều đã rất sẵn sàng ở cái mức độ rất cao khi mà đón các dòng khách quay lại, kể cả các dòng khách đó số lượng rất đông và những cái yêu cầu rất khó từ phía Bộ Y tế. Thì chúng tôi cũng có thể đáp ứng được. Cũng theo Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng, hộ chiếu vaccine chính là hàng rào kỹ thuật cần thiết để thực hiện mục tiêu kép, vừa bảo đảm phòng chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế. Vì vậy nên sớm triển khai áp dụng để đón du khách quốc tế quay trở lại. Hiện nay thì Đà Nẵng cũng đang phối hợp với các địa phương và sắp tới sẽ đón các đoàn khảo sát của Tổng cục Du lịch cũng như Hiệp hội Du lịch Việt Nam để mà triển khai khảo sát, kiểm tra cái khả năng cung ứng phục vụ của các doanh nghiệp trên địa bàn trong cái điều kiện mà chúng ta đang nghiên cứu để ứng dụng cái vaccine visa. Và theo đó thì ngành du lịch thành phố Đà Nẵng cũng chủ động để triển khai các cái webinar tới các cái thị trường quốc tế để kết nối thông tin với lại các cái doanh nghiệp quốc tế, đặc biệt là các thị trường gần, các thị trường mà hiện nay ở các cái quốc gia mà dịch bệnh cũng đang từng bước được kiểm soát. Hiện nay ngành du lịch Đà Nẵng đã chọn ra khoảng 10 doanh nghiệp du lịch lữ hành hàng đầu Việt Nam, cũng như lựa chọn rất nhiều điểm đến phù hợp để phù hợp với tính chất hộ chiếu vaccine khi có chủ trương của chính phủ. Có hướng dẫn của Bộ Y tế, ngành du lịch Đà Nẵng sẽ triển khai ngay để tiếp đón nguồn du khách có hộ chiếu vaccine.